đang có mặt cùng với chúng ta trong ngày hôm nay. Hãy cùng chào đón người chơi đầu tiên. Xin mời bạn. Mình xin giới thiệu, mình là Đặng Hồng Nhung và hiện tại thì mình đang là giám đốc của một trung tâm đào tạo các bộ môn âm nhạc. Ngoài ra thì mình cũng tham gia giảng dạy và cũng là ca sĩ. Có thể cho mọi người biết là ca sĩ thì có thể là đam mê rồi, đúng không? Giảng dạy rồi, nhưng mà lý do em lại lập ra một cái trung tâm giảng dạy thanh nhạc. Thực ra thì trước đây khi mà em mới bắt đầu đi theo con đường nghệ thuật ấy, cái việc mà để mà tìm được một nơi uy tín để học thì rất là khó khăn. Chính vì vậy mà em thành lập trung tâm nghệ thuật với mong muốn là mình có thể mang âm nhạc tới tất cả các bạn mà có đam mê và yêu thích. Như vậy là những người mà như anh là cũng có thể tìm đến để học đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Học xong là thành ca sĩ. Để thành ca sĩ thì phải trải qua một quá trình rèn luyện cũng khá là dài anh ạ. Cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chàng trai thứ hai. Xin chào bạn. Em chào anh Nguyên Khang và chào các bạn đang xem truyền hình. Em là Hoàng Tùng và hiện tại em đang hoạt động chính trong lĩnh vực về biểu diễn ảo thuật. Em làm công việc này bao nhiêu năm? Tính đến thời điểm hiện tại em theo đuổi ảo thuật cũng đã được 7 năm rồi và em có khoảng độ hơn 5 năm biểu diễn chính thức. Em có một cái biệt tài nữa, đó là biến gái thành trai mà biến trai thành lọ. Tuyệt vời vậy ha. Em lại biến gái thành trai thì em hơn cả mong đợi của anh rồi. Dạ vâng ạ. Lát nữa chúng ta có thể thử một chút. Biến gái thành trai hoặc là ngược lại, có thể thử với anh Nguyên Khang. Em nghĩ là... Ôi, biến trai thành gái hả? Dạ, tuyệt vời quá. Thưa quý vị, như vậy là chút nữa sẽ có một MC nữ Nguyên Khang dẫn trên sân khấu này. Cái nghề của mình nó cũng nhiều thú vị nhưng mà nó cũng nhiều rủi ro em ha. Thật ra là em mới chỉ học cách biến từ cái này sang cái kia chứ chưa học... biến lại đúng không? Đúng rồi, chính xác. Vậy thôi mình nghĩ đừng biến anh gì hết nha em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người thứ ba. Xin chào bạn. Em chào anh Nguyễn Khang ạ. Xin chào các quý vị đang xem truyền hình. Em tên là Nguyễn Thái Quỳnh Anh. Em là giảng viên piano ạ. Giảng viên piano thì là nghề tay phải của em. Em hiện giảng dạy tự do. Nhưng em có thêm một cái nghề tay trái. Đấy là em là giáo viên dạy khiêu vũ. Bởi vì em có một cái niềm đam mê rất lớn với khiêu vũ. Em thường xuyên tập luyện và đi biểu diễn khắp mọi nơi. Rất vui làm quen với mọi người. À, như thế nào là đây là cô hiệu trưởng của trường mà em là giảng viên của trường đó đúng không? Đúng cô rồi hiệu ạ. Trưởng mời giảng viên đi tham gia chương trình đúng luôn rồi, hả? Đúng rồi ạ. Thưa quý vị, bằng cách nào đi nữa thì cũng sẽ gom giải thưởng của chương trình về đúng không cô hiệu trưởng? Anh Nguyên Khang, thật ra là em đang giảng dạy ảo thuật tại trung tâm của chị. Thấy chưa thưa quý vị? Đấy thưa quý vị, rõ ràng đây là gom hết tất cả những cơ hội về một hướng duy nhất. Còn nếu như mà nói theo cách dân giả, bình thường là lọt sàn xuống nia. Quá là một chiến thuật tuyệt vời của hiệu trưởng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ba người chơi với những câu hỏi thiên về pháp luật. Mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình Sức Nước Ngàn Năm với tên gọi Gỡ Rối. Với chương trình Sức Nước Ngàn Năm cùng với sự tham gia của cô hiệu trưởng và hai giảng viên của trường đang cùng có mặt trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và rõ ràng trong một khí thế không cần phải lo lắng, chỉ cần hướng về phía trước, tất cả giải thưởng của chương trình sẽ về tay chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đến với phần chơi của ba người chơi. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì cả ba người chơi sẽ theo dõi hai tình huống ở trên sân khấu và những người chơi sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất và đúng nhất. Người nào trả lời sớm và đúng nhất sẽ được cộng 50 điểm. Người trả lời